Chào quý vị và các bạn. Việc sử dụng một thiết bị như là máy tính bàn hay là laptop á, thì khi mà chúng ta sử dụng một thời gian á, thì nó sẽ có tình trạng là cái hệ điều hành á, bị chậm nè, bị treo nè, hoặc là sau một thời gian sử dụng á, thì chẳng hạn cứng bị hư á, thì điều mình cần phải làm để thiết bị có thể hoạt động trở lại á, đó là mình sẽ cài phần mềm lại cho máy tính, hay còn gọi tắt là cài Win nha các bạn. Chắc hẳn trong nhiều bạn trong chúng ta thì việc sử dụng máy tính thì ai cũng có thể nói là rành hết rồi nha các bạn. Nhưng mà cái việc mà cài phần mềm cho máy tính thì đối với nhiều người cái đó cũng còn rất là khó nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip này để hướng dẫn các bạn có thể tự mình cài đặt cái hệ điều hành trên máy tính bàn hay laptop tại nhà, chỉ cần vài thao tác đơn giản. Thì phía lát xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái USB mini Windows á, để khi mà máy tính mà chúng ta không còn hoạt động nữa, chúng ta muốn cài đặt phần mềm lại á, thì chỉ cần một cái chiếc USB thôi thì chúng ta có thể cài lại phần mềm cho máy tính tại nhà mà không cần phải tốn thời gian chạy tới kiếm một cái cửa hàng để cài cho máy tính, và chúng ta phải tốn vài tiếng đồng hồ để ngồi chờ. Trong khi cái việc làm này á, thì chúng ta có thể làm tại nhà nha các bạn. Và bây giờ thì mình xin bắt đầu hướng dẫn các bạn các quá trình, các bước á, để mình có thể tạo một cái chiếc USB để cài Win như thế nào nha các bạn. Để cài được cái hệ điều hành trên máy tính chỉ bằng chiếc USB á, thì một cái thiết bị mà không thể thiếu mà mình cần phải chuẩn bị đó là một hai chiếc USB nha các bạn. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hai chiếc USB 8GB nha các bạn. Hoặc là mình có thể sử dụng một chiếc USB 8GB hoặc là một cái USB 16GB tùy các bạn. Nhưng trong trường hợp này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bằng hai chiếc USB 8GB nha các bạn. Và một cái thiết bị để hồi mình sẽ test cho các bạn cùng xem á, đó là một cái chiếc laptop này á, là nó bị lỗi phần mềm á các bạn. Mà cái lỗi chính ở đây á, là do vì cái ổ cứng á, nó bị hư á, nên cái hệ điều hành nó sẽ không khởi động được á, thì mình sẽ thay cái ổ cứng rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo USB á, một xíu nữa mình sẽ cài Win cho các bạn, hướng dẫn các bạn cùng xem nhé. Còn về mà cái sụt để cài á, thì mình đã chuẩn bị đầy đủ trọn bộ ở trên đây nha các bạn. Đây là cái file á, mình đã chuẩn bị toàn bộ cái file cài trên cái thư mục này nha các bạn. Ở trong đây á, thì nó sẽ gồm có những mục như sau. Đây là một tạo USB boot nè. Một xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu sơ qua trước đi. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nha các bạn. Đây là cái phần tạo USB boot á, thì trong đây nó sẽ có cái các cái phần mềm để hỗ trợ cho việc tạo USB boot nha các bạn. Ở đây là cái phần mềm file ISO để cài đặt Win 7 nha các bạn. Đây là file ISO để hỗ trợ cài đặt Win 10. Ngoài ra nếu mà các bạn có nhu cầu cần thêm một cái Win chẳng hạn USB nè, Win 7 thì nó sẽ có nhiều loại, Win 7 Pro Vision nè, Win 7 Ultimate vân vân, thì các bạn có nếu mà có nhu cầu á, thì cứ inbox ở phía dưới cái đoạn YouTube này á, thì mình sẽ gửi cái đường link cho các bạn tải nha. Trên đây là cái phần mềm nè, trên đây thì mình đã tải sẵn chẳng hạn như UDK nè, UltraView nè, UltraSoul nè, FF Setup, đây là phần mềm cốc, phần mềm chơm. Đặc biệt trên đây mình có tải sẵn cái bộ cài Office 2007 mà có sẵn cái khay rác luôn nha các bạn. Việc đầu tiên chúng ta cần tiến hành đó là chúng ta sẽ quay lại cái phần tạo USB boot nha các bạn. Chúng ta sẽ nhấp chuột trái vào cái thư mục tạo USB boot nha các bạn. Sau khi vào cái thư mục này á, thì trong đây nó sẽ có những cái ứng dụng như thế này, thì mình sẽ nhấp vào cái phần biểu tượng bên màu xanh này nha các bạn. DLC boot, mình sẽ nhấp chuột phải và bấm vào Run as admin. Mình đăng nhập bằng quyền admin luôn nha các bạn. Thì cái giao diện của cái ứng dụng này á, thì nó như thế này nha các bạn. Trên đây thì nó sẽ có mini win tool nè, dis tool nè, backup restore, private network, rất là nhiều ứng dụng. Cái ứng dụng này á, sau khi mà mình tạo một cái USB mini thành công á, thì hồi giao diện nó sẽ hiển thị lên những ứng dụng này nha các bạn. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm á, là chúng ta sẽ tìm hiểu cái giao diện này nó sử dụng như thế nào. Nếu mà mình muốn tạo cái ổ đĩa mà trong máy tính mình á, để boot, để sau này mà lỡ mà cái hệ điều hành mình có trục trặc á, mình chỉ cần vào phần đó mình cài lại á, thì mình sẽ vào cái dấu cộng này nha các bạn.
mình tạo boot trên ổ cứng ổ đĩa thì mình sẽ vào mục này, nên mình bấm chuột trái vào cho các bạn cùng xem nha. Nè, nếu mà mình tạo cho cái ổ cứng của máy tính á thì nó sẽ như thế này, mình sẽ bấm vào mục này và mình bấm Intel thì nó sẽ tự động tạo ra một cái ổ đĩa để mình sau này mà phần mềm mình có trục trặc á, mình chỉ cần vào đó mình boot lại thôi nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn, đây là cái mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài một tạo một cái USB boot nha. Đây là mình sẽ vào cái USB ngay chỗ vị trí này các bạn, mình sẽ nhấp chuột trái vào cái chỗ USB. Các bạn nhớ cắm cái USB mà hồi nãy mình có chuẩn bị sẵn hai cái USB 8GB á, thì các bạn sẽ cắm một cái USB 8GB vào CPU của máy tính nha các bạn. Sau đó mình bấm vào cái phần USB ở trên ứng dụng này nha. Thì cái giao diện nó hiển thị như thế này nha các bạn. Nó đã nhận được cái USB 7,4GB nè. Thì bây giờ công việc của mình tiến hành đó là mình sẽ bấm dấu tích vào ở đầu tiên đó nè. Sau đó mình sẽ chọn, ở đây thì các bạn cứ chọn mặc định theo mình đi thì nó sẽ đơn giản hơn. Chọn sử Sys Linux, đây là cái giao diện sử dụng thì nó đẹp theo mình tìm hiểu ở trên mạng á, thì cái giao diện này nó đẹp nha các bạn. Ngay chỗ này boot style á thì mình sẽ chọn normal. Ở phần này á thì nó sẽ có rất nhiều mục, nhưng ở đây thì các bạn cũng sẽ chọn theo mình là FAT32 UEFI nha các bạn. Còn nó như thế nào á thì các bạn nào có thắc mắc á về cái những cái mục này như thế nào chi tiết hơn á thì cứ inbox ở phía dưới video, mình sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn. Sau khi mình chọn ba mục này xong, mình sẽ bấm vào Create Boot nha các bạn. Thì nó sẽ hiển thị lên một cái bảng thông báo như thế này. Chúng ta sẽ bấm vào mục Yes nha các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chờ đợi cho nó, quá trình nó sẽ tự động diễn ra nha các bạn. Quá trình nó chép cái chép để tạo một cái USB này á có dung lượng là 5,2GB nha các bạn. Quá trình này nó diễn ra khoảng 3 phút nha các bạn. Các bạn cứ ngồi đợi một xíu nữa thì nó quá trình này nó tự sẽ hoàn tất luôn nha các bạn. Sau khoảng hơn 3 phút á thì cái việc mà cái phần mềm nó sẽ nạp cái hệ điều hành vào cái USB của mình á thì nó cũng sắp hoàn tất rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho nó quá trình nó hoàn tất á thì mình sẽ bấm xác nhận ok. Sau đó mình sẽ lấy cái USB ra và gắn vào cái USB cái máy tính hư á mình cần lót vào để chỉnh sửa cài đặt nha các bạn. Quá trình của mình cũng sắp hoàn tất rồi các bạn. Sau khi mà mình cài hoàn tất á thì mình sẽ đợi nó chạy trong khoảng 1 đến 2 phút nữa. Như thế này là quá trình cài đặt của mình đã hoàn tất rồi nha các bạn. Mình sẽ bấm vào nút OK ở đây nha các bạn. Quá trình tạo một cái USB mini á, tạo một cái USB để cài Win Mini vào đó của mình đã hoàn tất rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái USB ra và cắm vào cái máy tính hư á cần mình cài đặt sửa chữa lại để xem nha các bạn. Đây là chiếc máy tính mà hiện đang bị lỗi hệ điều hành nha các bạn. Mà cái nguyên nhân dẫn đến lỗi á, là vì cái ổ cứng mình sử dụng ổ cứng HDD á thì sử dụng một thời gian lâu á, nó bị dễ bị hư lắm các bạn. Có nghĩa là nó hơi dễ hư hơn cái ổ cứng SSD. Thì cái máy này mình đã thay có SSD rồi á thì bây giờ mình sẽ cắm cái USB Win Mini vô á để mình tiến hành cài đặt Win nha các bạn. Đây là mình đã cắm chiếc USB rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ bấm khởi động của máy tính lên. Trong quá trình khởi động á mình sẽ nhấn phím tắt của máy tính nha các bạn. Ở đây phím tắt nó là của Dell là F12 nha các bạn. Mình cứ nhấn vào F12. Sau đó cái giao diện hiển thị lên như thế này nha các bạn. Sau đó mình sẽ bấm mũi tên lên xuống trên cái bàn phím á, bấm tới phần UEFI SRT USB 110 BTN. Sau đó mình bấm Enter nha các bạn. Mình đợi quá trình khởi động lên. Sau khi giao diện hiển thị lên như thế này, mình sẽ dùng phím lên xuống, mình bấm xuống Mini Windows 10, Windows Setup, mình bấm Enter nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cần cái phần mềm nó khởi động lên. Ở đây nó sẽ cho mình nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái vạch màu trắng đang ở vị trí của chữ Mini Windows 10 64 bit, mình sẽ bấm Enter nha các bạn.
Đây là cái USB mà ảo á, để cái hệ điều hành nó chạy trên USB luôn á, để cho mình thuận tiện hơn trong quá trình cài đặt cũng như là cài win nha các bạn. Quá trình load này nó cũng diễn ra nhanh lắm các bạn. Quá trình nó diễn ra cũng khoảng khoảng 1 đến 2 phút nha các bạn. Nó đang khởi động lên. Đây, sau khi mà cái hệ điều hành khởi động xong á, thì giao diện của cái Win Mini của mình như thế này nha các bạn. Trên đây thì mình có thể thao tác mọi cái việc liên quan tới cái ổ cứng nè, hoặc là bất kỳ một cái mình có thể phân vùng là ổ cứng, vân vân là vân vân, rất nhiều thao tác mình có thể sử dụng trên cái chiếc USB boot này. Và việc mà mình có thể sử dụng nó để sử trong chẳng hạn như nhiều chiếc máy tính đi, nó hư thì hư ổ cứng thì việc khởi động lên thì sẽ không không được. Vì thế thì việc mà mình sẽ trang bị một cái chiếc USB mini này á, để mình có thể cắm vào và cái máy tính sẽ khởi động trực tiếp trên cái USB của mình á, thì nó sẽ thuận tiện hơn cho mình việc kiểm tra coi cái nguyên nhân của máy tính mình á nó bị cái gì, để cho thuận tiện hơn trong việc khắc phục, nó đỡ tốn thời gian của mình hơn nha các bạn. Video mà về tạo một cái USB mà để cho hỗ trợ cho việc cài Win á, mà ở đây tên gọi chính xác của nó là Win Mini á, USB tạo Win Mini của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái chiếc USB cài Win 7, Win 10 theo ý muốn của mình nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và share, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.